Chào tất cả các bạn nhé. Một chiếc quạt trần với thương hiệu Mitsubishi với nguồn gốc là từ Thái Lan. Video này mình sẽ sửa nó với cái lỗi nó thấy khách bảo là bật cái thì quay cái là ngắt. Các bạn ạ, chúng ta sẽ để ý này. Mitsubishi của Nhật nhưng sản xuất tại Made in Thái Lan này này. Và chúng ta sẽ thấy là toàn có chữ Thái đây nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cho chúng ta tham khảo nhá. Con này mình còn video này mình còn phải độ cho bác cái tụ nữa, bác ấy mua tụ đẻo. Bây giờ mình sẽ rim điện nhá, vậy mình test thử này, mình dùng cái dây sạc mình cắm điện này. Đó, và mình sẽ bật chạy nhá, điều khiển đây. Ô, chả bật được. Ôi, chả bật được như này. Nó bật nó kêu được cái cơ mà. Mình động vào cái gì không? À, cái này đang bị tuột các bạn ạ. Cái ổ điện này này. Mình đang cầm nó đang bị tuột. Ô, cũng không phải. Chờ mình để mình kiểm tra nữa hay nào. Hay là điều khiển có vấn đề. Điều khiển vẫn ok mà. Thôi chờ mình để mình nha. Sợ cái dây này nó không tiếp xúc này, để mình cái lấy cái kiểu dây khác. Đây, lấy cái dây của TV Samsung. Mình quấn mình còn dính giữ lại luôn. Dây thép này, dây an toàn nhá. Mình kim điện nó kêu chữ tít đấy. Đó, nó kêu tít rất bé. Mình bật chạy này. Đó, chạy cái lại ngắt luôn. Bật tiếp này. Chạy cái ngắt luôn. Bệnh này mà các bạn xem video sửa quạt của mình nhiều, các bạn sẽ hiểu được cái bệnh gì nhá. Tóm lại là con này bật cái tắt luôn thì mình có thể phân tích ban như này này. Đó là khi ở chế độ chờ nguồn 5V đủ. Và khi chúng ta on bật thì bắt đầu nguồn 5V tải sẽ tăng lên. Bởi vì nó phải đưa lệnh ra để nó kích chiếc cho quạt chạy. Nhưng khi tải nó tăng lên thì nó đích duy trì được, thế là nó chết. Nó giảm và dẫn tới là lại bị tắt chờ các bạn nhé. Như vậy là dòng quạt, con quạt này thì là phần nguồn hạ áp cấp ra tạo 5V cho IC vi xử lý chạy là sẽ là hạ bằng tụ, mình phán đoán nhé. Với dòng Mitsubishi này, đời đầu tiên ngày xưa nó sẽ hạ bằng tụ, về sau nó sẽ sử dụng LLK304 y như quạt đấy, quạt mình hay sửa cái bo quạt cây ấy, các bạn ạ. Còn con này khả năng đấy hạ bằng tụ nên do đó nó mới có con tụ 16mm to này này. Cái này bác bảo là nó bị tụ nó yếu, bác ấy thay tụ nhưng bác thay tụ đéo. Nên video này mình sẽ độ cho bác cái con tụ xịn luôn. Zin bản của cái thằng Mitsubishi này thì là con tụ của nó là tụ 2,3 nhé. 2,3 microfarad. Và điện áp chịu đựng là 400V. À 450V hay sao ấy. Đúng rồi. Để xem có đúng không. Tụ vẫn chuẩn của nó mà. Thế mà bác bảo đó đã thay tụ. 2,3 450V này. À thế thì khả năng là bác ấy thay tụ hạ áp rồi. Chứ là tụ khởi động. Thế là tụ khởi động vẫn để nguyên. Đây mình sẽ tháo nó ra nhá. Như vậy là bác này, bác có xem kênh nhưng mà bác đem đến nè, bác Bình Vĩnh Phúc. Như vậy là cái bo này là bo nó sẽ, chúng ta sẽ thấy có tụ 16V 1000mm này này. Là con tụ lọc nguồn 5V đầu ra đấy các bạn ạ. Cấp cho con vi xử lý này. Các bạn nhé. Với quạt trần này thì là nó sử dụng con chiếc nó rất là to. Nên dòng khích nó lớn. Nên tải 5V nó cũng cao hơn những cái quạt bàn. À quạt cây các bạn ạ. Quạt cây đây này. Cho mọi người vừa đã nhìn quạt cây này. Mọi người nhìn nhá. Mình đặt này. Quạt cây vừa sửa hôm qua này, hôm nay đang cho chạy test thử luôn các bạn ạ. Đây là các bạn, mình đang dùng chính quạt cây mình làm mát mà. Qua sửa hai cái quạt xong là đi đàn đúng với bạn bè về sớm các bạn ạ. Hôm nay khán hết giọng rồi, uống bia lạnh. Mở cái này kiểu gì mà mình này từ nãy giờ mình chưa mở nó ra nhỉ.
Đây. Đấy, ôi rồi nó còn nổ này nữa. Kinh khủng chưa? Có điện trở này các bạn này, hay là do tụ nó lổ lên nhỉ? Cái quạt này, con tụ hạ áp này nó tốt chất lắm cơ. Đây bác đang thay con tụ 105 400V đéo này thật này. Còn cái xỉn rỉ này nó cháy này, để đo xem nó chết không hay là do con tụ kia nó hỏng nên nó mới đưa vào các bạn ạ. Như vậy là con này có thay tụ là ngon thôi, mình sẽ kiếm con tụ xịn mình thay cho bác đấy các bạn ạ. Mình cứ tưởng là bác ấy thay con tụ này cơ. Con tụ 2.3 này mình có như năm ngoái là mình đã có khoảng hai cái quạt Mitsu này, tụ nó giảm còn có thấp hơn còn có 1.000.000 ấy, là mình dùng hai con tụ 5 mi, mình đấu nối tiếp nhau hai con tụ 5 mi của bếp từ ấy. Với con tụ chỉ đã 400V DC thôi thì tương đương với 275V AC ấy. Mình đấu nối tiếp nhau tạo thành một con tụ 2.5 mi, điện áp chuyển đường cao rất là cao, 275 x 2. Thế là từ năm ngoái giờ vẫn chạy ok, mình chơi đổ độ thế các bạn ạ. Tưởng con này là độ như thế cơ nhưng hóa ra là con này chỉ hỏng tụ này thôi. À đây, bác cái độ, bác cái làm lắm tụ như này. Sao nhiều tụ này? Ô. Bác độ chế lằng nhằng quá các bạn ạ. Zin bản của nó là con tụ nào nhỉ? Đây là con tụ bác cái độ vào thôi. Lóng vàng hết khối này luôn này các bạn này. Con tụ này thì không phải là con tụ khởi động hay là con tụ hạ áp gì nhá. Con tụ này là bên trong là hai con tụ, nó là tụ kép. Chúng ta sẽ thấy nó ghi chữ 2.7mm này và 5mm này. Đây là con tụ hạ áp cho số 1 và cho hai số yếu các bạn nhá. Còn số khỏe thì là tụ này không có tác dụng. Nên cái quạt này chúng ta tháo ra chúng ta sẽ thấy rất nhiều tụ. Tụ hạ áp này, 1mm này, mình đoán là 1mm. Không đứng có biết có đúng không hay zin bản nó là bao nhiêu. Ở đây nó ghi đúng luôn, 1mm, 630V này, 630V này. Mọi người nhá. Còn con tụ này là con tụ hạ cho số, đây là tụ khởi động. Như vậy là bác này bác ấy chơi tụ kiểu gì đây, đấu kiểu gì đây? Yên để mình nhìn nhá, để mình nhìn tại sao lại có con tụ này, lại con tụ kia nữa, để mình nhìn thử nhá. Như vậy là con tụ ấy bác ấy đang lắp là 105 400V, nó chính là con tụ lọc xung nhiễu thôi, nó tụ 104. Thực ra lắp 1mm đây cũng chả sao, nó là như chúng ta hiểu nôm na ấy, lắp ở đây nó như con tụ bù ấy, chúng ta sẽ thấy này. Nhưng con đấy là không tham gia vào quá trình tạo ra 105V. Đây là một dây AC vào, là dây con chung này, đây dây AC nữa này đi qua cầu chì nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy dây AC này đã đi qua cầu chì tới đây, đây là hai chân rồi. Đây con tụ này lém đi nó vẫn chạy nhá, nhưng mà mình sẽ nó là con tụ lọc xung nhiễu này này. 104 275V nên mình sẽ lắp con này vào đây luôn, tháo vào xác rồi. Còn cái con này mình nhìn thì khả năng là bác ấy đang lắp một con tụ 1mm khởi động quạt vào, và con tụ này chính là con tụ hạ áp. Nhưng chắc là ngày xưa bác lắp thì nó ok đấy, nhưng bây giờ nó đã bị giảm trị số mọi người ạ. Để mình đo thử nhá, và nó gây ban xem có đúng nó bị giảm trị số không. Đấy, nó giảm còn có 0.3 microfarad. Đấy nhá các bạn nhá, và chúng ta sẽ thấy này, khả năng con tụ này con tụ 1.5. Vì con tụ đấy dung lượng nó lớn như thế dẫn tới là cái dòng tràn chúng ta sẽ hiểu này, nhìn nó nóng bỏng hết cái khối này luôn. Điện trở này khả năng chưa cháy đâu các bạn ạ. Thì cái mạch này nó sẽ hạ áp nó sẽ như này nhá. Thôi để mình vẽ cho chúng ta tham khảo để chúng ta hiểu biết một cái kiểu thiết kế hạ áp một chút nữa. Tóm lại cái mạch này nó khác một chút đấy, là con DZ này thực hiện hai chức năng nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ thấy là chỉ có một con 4007 thôi thì nó sẽ thực hiện chức năng, và nó có thêm quần L chặn này thôi. Quần L chặn của nó nóng đến mức như này mà sợ khinh khủng. Đây chờ mình vẽ qua cho chúng ta tham khảo cái mạch của nó. Đó, mạch điện nó như thế nhá. Nó sẽ tạo ra một cái nguồn là 5V này, và cái nguồn dương 5V đấy nó nằm trên dây AC. Mục đích của nó là sẽ, tóm lại như một số bạn hiểu thì nó tạo ra nguồn trừ 5V thì cũng đúng, cũng nói thế mà đây là 0V thì cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu ấy, như mình ấy, mình hay phân tích dòng chảy kín là từ dương đến âm. Thì nó tóm lại là cái mạch này nó hạ áp trực tiếp, nó tạo ra một nguồn dương 5V nằm trên một dây AC. Mục đích ấy là nó sẽ điều là nó sẽ đến các con chiác này. Thì con chiác số ấy, thì khi nó mở ấy, thì bắt đầu nó con đây chiác là khóa điện tử nhá, nó sẽ mở. Nó sẽ cấp một cái dây AC nữa là AC ở trên này này. Đây mình cứ giả sử đây là ACL nó đã đến đây được. Mọi người không nhìn được cái chỗ mình vẽ chứ này. Nó đến đây rồi, đây rồi, thông qua con chiác kích này nhá. Thì cái dây com chung này nó là một dây AC nữa, nó đã đi đến sẵn rồi, là dây N đấy. Thì đây chính là cái động cơ nhá. Thì nó thông qua những cái số khác ấy, thì nó được hạn qua tụ các bạn, thì nó sẽ chậm hơn.
chúng ta hiểu nôm na nó như vậy nhá. Còn đây là mạch điều khiển nó chỉ thế này thôi. À, mạch tạo cấp cấp nguồn cho nó chỉ thế này thôi. Thì điện áp 5V nó nằm trên dây AC mà có cầu chì. Đây này, mình lật cho mọi người tham khảo này. Cầu chì nhá. Sau đó nó đi này, đi tới dương tụ, đó, tới dương tụ nhá, đi sang âm nhá. Chúng ta xuất phát chúng ta nhìn được đi như thế đấy. Mạch nó đúng như thế này. Con này điện trở 47 ohm mình đo đang được 50 ohm, kệ vẫn ok. Quận L nó ghi luôn là dị số là 330. 3300 chứ, 3300 microhenry. 3300 nó thêm số 0 nữa các bạn ạ. Nó là quận L đấy các bạn ạ, vì số vòng dây nó lớn nên dẫn tới là khi nó chạy nó là nóng lên đấy, nó nóng nóng vàng như này luôn. Bởi vì chắc có khả năng là con này để tự chạy thì nó cũng nóng. Ở chế độ chờ nó sẽ rất là nóng nhá. Chế độ chờ ấy, con dòng tràn con này lớn nhất. Nhưng bác đang thay như con tụ 1.5 thì có thể dòng tràn nó nhiều hơn. Con tụ này này. Con tụ mình đo nó bị hỏng đâu rồi nhỉ? Chính là con tụ này nhá, tụ hã này nhá. Mà trên thân trên mạch này nó ghi ấy, là nó nằm ở đây luôn này, là 1.630V DC đấy nhá mọi người nhá, không phải là AC đâu. Còn cái này cũng là 310V DC đấy, nó ghi như thế các bạn ạ, không phải AC đâu. Mạch này thì nó cũng như cái mạch hạ áp kiểu khác, mà có cái là nó không có, nó có DZ này thực hiện hai chức năng rồi. Thì đây là điện trở 47, đây là quận L, đây là con tụ bên kia. Và song song với con tụ ấy nó sẽ có một con điện trở xả khi rút điện là 270k nhá. Con này không tham gia vào quá trình chạy mạch đâu, nó chỉ là sáng được con led nó cùng thôi. Nếu mà dòng qua nó ấy, chẳng qua ai là để xả điện để an toàn nhá. Đây này. Rồi con D1. Và con ZD1 này, con ZD1 này mình khẳng định nó là con ZD5V6 nhá, thì nguồn ra 15V được. Các bạn ạ, để tí nó đo thử xem có đúng không. Thì dòng chảy nó sẽ như này. Dòng chảy mạch nhá. Lưới điện của chúng ta là chu kỳ là sin các bạn nhé, nó là hình sin. Thì lửa chu kỳ mà phía trên này là dương, đỉnh trương này này thì đã dương này, đi vào đây lạp trên con tụ này, đi về đây, đi qua đây, đi về đây, lạp vào điện tích dương đây, điện lạp vào cực dương này, đi âm và đi theo hạn qua quận lọc, quận chặn L này. Quận L này khá quan trọng bởi vì khi đó quận dây nó sinh ra những cái xung điện, khi tắt mở nó xung điện quận này nó sẽ chặn này các bạn nhé. Nó táo lại, nhưng mạch khác thì nó không có mọi người ạ, nhưng mạch này nó có nhá. Đố tắt thì nó vẫn chạy rồi mọi người, nó đi này nó về âm của nó mọi người ạ. Thì nó sẽ kín mạch như thế, và điện tích trên con tụ đang bị hỏng là được lạp với bản cực dương bên này. Đồng thời là con ZD này nó sẽ ghi map như thế này, nó ghi map ở đây 516, nhưng chúng ta không đo được ở đây đâu, bởi vì nó vẫn có xung AC, điện áp AC đây, chúng ta không đo ở đâu, mà chúng ta chỉ đo ở đây thôi. Do con DZ này phải là 5V6 thì cái vị trí đo ở đây chúng ta mới được là 5V, bởi vì là 5V6 ở đây. Nhưng nó bị rơi áp mất 0.7V từ ở con 4007 rồi, nên do đó chúng ta đo bên này. Chúng ta đo bên này mới thành một chiều nhá. Còn đâu chúng ta đo bên này vẫn có xung xoay chiều, chúng ta không đo ở đâu. Nên với cái mạch thiết kế này như những cái mạch khác ấy, mà mình nhìn thấy có hai con diode đen đen là 4007 thì mình có thể đo, mình sẽ nhìn thấy con DZ này này là song song với con tụ này. Mọi người này. Nhưng hiện tại là con DZ này không song song với chân tụ đâu, chúng ta thấy nó lại nằm ở đây cơ. Song song chân tụ nó phải nằm bên này các bạn nhá. Đây mình vẽ giả sử này thì nó nằm bên này mới gọi là song song với chân tụ, nhưng đây nó không song song nhá. Thì như vậy là lửa chu kỳ ở trên nó là dương ấy, thì nó đã lấy được điện áp nuôi mạch và tích trữ trên con tụ này. Đến nửa chu kỳ sau mà ở dưới là dương, trên là âm ấy, thì dương này sẽ đi như này, sẽ lạp bản cực dương này, sẽ xả điện tích dương đây và đi qua DZ để đi về âm của nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy ấy, là con tụ này đã lật lại cực tính nạp là dương này âm này. Để đến nửa chu kỳ sau mà trên nó là dương, nửa chu kỳ sau là nửa chu kỳ nào, đây mới là một chu kỳ thôi. Chu kỳ sau chính là cái vòng cung tiếp này. Điện của chúng ta chưa mất thì nó là mãi mãi xin, cứ dài mãi từ giờ, từ đây vào trong miền Nam luôn nhá. Mình đã đang chỉ vẽ cho mọi người hai chu kỳ thôi, từ đây vào trong miền Nam luôn các bạn ạ. Nếu mà không mất điện thì nửa chu kỳ sau là dương ấy, thì con này đã lật cực tính với dương đây âm rồi, thì nó lại tiếp tục, nó mới cho dòng chảy ngược trở lại, bởi vì lại lạp lại dương đây và xả như này đấy, nó cứ phóng nạp. Và lửa chu kỳ ở đây mà là âm ấy, ở đây mà là dương ấy, mà để xả con tụ này nó đi theo chiều như này ấy, thì chúng ta sẽ thấy ấy, là không lấy được năng lượng ra nuôi tải, và cái năng lượng tiếp tục nuôi chi ác chạy, nuôi mờ du chạy, nuôi các đèn sáng, nuôi mắt nhận các thứ ấy, thì lúc đấy là năng lượng đang tích trữ trên con tụ 1000 mi này này mọi người nhá. Nên mấy cái mạch quấn Mitsubishi tàu ấy, nó có dung lượng tụ có nó 220 microfarad thôi, hoặc 470 ấy, thì khi chạy ấy, là nó hay bị sụt áp, bởi vì là nó không tích được nhiều. Nên mình hay nói cho mọi người phải thay lên hàng 1000 mi. Thực ra ấy, là
thay đến 2.000, 3.000 càng tốt, nhưng mà với 1.000 mi là mình thấy là ok các bạn nhé. Hoặc là 820 microfarad thì nó cũng ok hơn là 470. Chúng ta sẽ hiểu bằng nửa chu kỳ mà ở dưới nó là dương ấy, thì nó không lấy được năng lượng cấp cho tải, nhưng nó đã được tích ở chữ ở, chúng ta cứ tưởng tượng như là năng lượng được tích thêm, như là bồ gạo chúng ta đang vẫn còn ấy, để là nó đương tiếp tục nuôi tải ấy, các bạn nhé. Đó, mạch điện này nó chỉ thế thôi, nó chả đơn giản rất thế thôi. Thì mình có kiểm tra hết thì mỗi con này hỏng thôi, con này tăng lên 50 ohm thì kệ thôi, không sao cả, điện trở công suất đôi khi nó vẫn tăng lên mà mọi người nhé. Và bây giờ này bắt đầu sửa nó ấy. Thì do bác này ở xa nên mình sẽ đây này các bạn để ý này, chờ mình lấy nét cho mọi người nhìn. 1 mi 600V của cái hãng của Nhật này nhá, nó cũng như cái hãng này này, 2,2 mi 600V này các bạn này. Nhưng mà mình sẽ dùng con này. Đây là những cái con tụ mình phá vào máy công nghiệp, mình thấy quá chất luôn, nên thay vào đây thì quá là ngon nhé mọi người nhé. Hoặc là những con tụ khác ở pháo những cái bo mạch điện tử sân dụng 310V AC 1 mi này thì cũng ok, hoặc con tụ như thế này. Thì đây chúng ta sẽ thấy này, tóm lại là mình sẽ chọn những con tụ xịn thay cho bác này, vì bác ở xa, bác bảo cứ tháo lên tháo xuống mệt quá các bạn ạ. Còn đâu những cái quạt điều khiển chúng ta mình hay dùng cái tụ mới trên thị trường này cũng khá là chất, 275V 1 mi. Thì đây nhá, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo một trong các con tụ này nhá. Tụ này nó hàng, có khi nó hàng chục năm rồi nó cũng chả hỏng đâu. Đây này, mình như con tụ 2,2 này. Con tụ 22 này nằm trên nguồn DC 300V cấp cho module công suất của một cái bộ Sovgo các bạn ạ. Chả biết nó còn 2,2 không, chắc là mình chuẩn đấy. Nó quá lâu năm rồi, máy móc từ cái năm chắc năm 9 mấy chẳng hạn, mà đến bây giờ nó vẫn chuẩn đấy, 2,2 đó, 2,2 lên. Con tụ này khả năng mình không biết là mình lắp cho tụ khởi động được không, cầm nặng trịch. Còn đây con tụ mình sẽ lắp cho bác này là con tụ này nhá. Tụ tháo bo mạch máy công nghiệp này. Đấy, 1 mi đẹp nhá, chuẩn luôn. Hoặc như này con tháo thiết bị điện dân dụng thì nó cũng ok đấy. Con này không nhầm này, tháo ở cái nguồn PC xịn hay sao đấy, 913 này. Hoặc như con tụ này thì mình chả biết là tháo ở đâu, mình thấy mình có ở trên nhà. Đấy, 995 này, đấy mình sẽ lắp cho con tụ này cho nó kích điện. Các bạn ạ. Có khi hỏng quạt không hỏng tụ nữa mọi người nhá, khi chất là tốt đấy. Tất nhiên là lắp sẽ lắp mà làm bên này và hàn lại hết, do nó lâu ngày quá, do nó bác thay tụ 1,5 chẳng hạn này, hoặc là do nó lâu ngày nó nóng, nó khu này này, nó sinh nhiệt nhiều, sinh nhiệt đa số sinh nhiệt ở đây là chúng mình sẽ thấy là sinh nhiệt ở con điện trở nhá. Con điện trở này nó sẽ sinh nhiệt, nó ám ở đây, và quận L này cũng sinh nhiệt nữa, mình thấy quận L cũng sinh nhiệt này. Bởi vì quận L thì chúng ta sẽ hiểu ấy, nó cũng có lội trở, khi mà nó là số vòng dây nhiều nó có lội trở, và khi chạy thì nó cũng sẽ sinh nhiệt nhá mọi người nhá. Rồi đấy, như thế nhá, bây giờ mình lắp hết, sau đó mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo là nguồn ra như thế nào. Con tụ này nó ghi là 0,1 là 310V, đây là 310V DC đấy, tương đương nó là khoảng 275V AC nhá. Mình lắp tụ lại ok chuẩn luôn nhá. Nhưng mà nó có chữ gì đây, như chữ tàu ấy các bạn ạ. Còn đây, tụ nó đây. 1 mi. 1 mi cộng trừ 10% 600V. 600V DC đấy các bạn ạ. Chứ không phải 630V đâu, nhưng với cái hãng này thì có khi cả đời quạt này không hỏng cái tụ này luôn mọi người nhá. Và lắp để đúng vị trí này, vẫn lắp được con này nằm như này, không đụng chạm vào đâu cả, vẫn lắp được cái bọc như ok nhá. Và bây giờ mình sẽ đo thử cho chúng ta, khi mình ghim điện mình đo thử cho chúng ta cái nguồn 5V ra nhá. Mình ghim điện này, đấy tít đấy, và đây chính là cái nguồn 5V ra này, đấy 4,97 nhá. Nên con DZ này là 5V6 là đúng nha, nhưng mà không đo được trên của nó đâu, bởi vì nó có xung AC đây, không bao giờ đo được các bạn ạ. Đấy là đo nó sẽ là xung AC nên đo chỉ được thế thôi. Ok nhá, lắp lại hoàn thiện thôi để test thử. Cái thằng Mitsu này đến cái quạt cây cũng thế, nó cũng có bọc học bọc nhĩ ghê thật mọi người ạ. Và cái con này là nó đời này chắc đời ngày xưa nó bền, nó không chết con điện trở 10 ohm này. Đời sau toàn chết điện trở 10 ohm này, hai con 10 ohm nó song song để thành con 5 ohm đấy các bạn ạ. Trong này nó có hai con 100k nữa nhá, để xả cho hai con tụ kép ấy các bạn ạ. Nó chỉ có khoảng 3 cặp, tức là 6 con điện trở 10 ohm đấy cơ. Đã lắp lại hoàn thiện nhá mọi người. Bây giờ test tít này,
on này. Đấy, hết ngắt nhá. Số 2 này, số 3 này. Số này là số mấy thì mình chả biết, nó có 3 số đâu mà. Tắt này. Bật lại này. Đó, ok nhá. Như vậy là mình thay cái con tụ với cái tên, với cái thương hiệu này rất Nhật như thế thì mình nghĩ là nó sẽ cực bền cho mà xem. Cái thương hiệu là Suzuki này mọi người này. Mình có nhiều tụ kiểu này lắm, mấy cái bo mạch máy công nghiệp mình phá ra nhiều lắm. Nhưng mà cái trị số mình thấy cái trị số 1 mi mình nghe nhặt lại và 2,2 các bạn nhé. Rồi video kết thúc, mình sửa cái khác. Chào tất cả các bạn nhé.